việt nam đang trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Tính đến nay, nước ta đã thực hiện tiêm 3.903.105 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine này là 226.858 người. Xung quanh vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc được đặt ra. Trong đó, việc phụ nữ mang thai đang cho con bú có nên đi tiêm vaccine hay không và tiêm vaccine COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không là những băn khoăn của rất nhiều người. Hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây để tìm lời giải đáp nhé! 1 phụ nữ mang thai có nên tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không? Theo bác sĩ Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị mắc bệnh nặng, tử vong do COVID-19. Các chuyên gia cũng khẳng định, mắc COVID-19 trong giai đoạn thai kỳ cũng tăng nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Việc tiêm vaccine để được bảo vệ là cần thiết. Tuy nhiên, khuyến cáo tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy hiện có rất ít dữ liệu đánh giá tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 trong thời kỳ mang thai. Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoàng gia Anh Quốc cũng khuyến cáo nên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ khi chỉ định vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Theo đó, phụ nữ mang thai có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vaccine. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 như cán bộ y tế hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng như có bệnh nền nên tư vấn với bác sĩ để cân nhắc về việc có nên tiêm vaccine hay không. Hiện tại, ở Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó phụ nữ mang thai thuộc nhóm phải trì hoãn tiêm chủng. 2. Phụ nữ đang cho con bú có nên tiêm vaccine hay không? Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ nữ sau sinh và bà mẹ đang cho con bú có thể tiêm vaccine nếu có sẵn vaccine. Tiêm vaccine an toàn cho cả mẹ và bé, vì vậy bạn không cần phải tạm ngưng cho con bú sau khi tiêm vaccine. 3. Tiêm chủng vaccine COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Hiện tại, không có bằng chứng khoa học về việc vaccine ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới hay nữ giới. Vaccine COVID-19 không thể can thiệp đến hoạt động của cơ quan sinh sản. Vì vậy, chị em hãy yên tâm rằng vaccine COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Hy vọng với những thông tin trên, các mẹ bầu cũng như các chị em phụ nữ còn đang băn khoăn về việc có nên tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không sẽ được giải đáp phần nào. Tuy nhiên, để đảm bảo có quyết định tốt nhất, các mẹ bầu vẫn nên có sự tư vấn và thăm khám của bác sĩ trước khi quyết định nên tiêm vaccine. Bên cạnh đó, dù đã tiêm vaccine hay chưa, thì các mẹ bầu vẫn nên đảm bảo các nguyên tắc phòng chống COVID không chủ quan lơ là để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và em bé tốt nhất. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!